không? Anh không có à? Đấy, lại đi đâu chưa thấy vào rồi này. Lê Ngọc Ánh nào có đây chưa? Lê Ngọc Ánh có chưa? À? Đấy, toàn đi thế này cứ mở máy xong rồi để đây đâu hết rồi. Vũ Hồng Ánh nào có đây không? Chắc có. Ừ. Anh nhìn trên cái sơ đồ này nhé. Để mô tả cho cô xem nào. Xem là tai chúng ta nó gồm có những cái phần nào đây, tham gia vào chức năng thính giác nào. Em cô là gồm xương búa, à, màng nhĩ chưa? Xương búa, xương đe, xương bàn đạp, cửa sổ tròn và cửa sổ bầu dục. Ừ, thế nó như, thuộc những khu vực nào ấy nhỉ? Ở tai nào đấy? Ở tay trong ạ. Ừ, tất cả tay trong hết à? Đúng không? Tay ngoài. Đâu đâu là tay ngoài, đâu là tay ngoài, còn đâu là tay giữa, còn đâu là tay trong nhỉ? Đấy. Tay ngoài là từ phần phần mình nghĩ là tay giữa. Đấy, thế nên là chúng ta mới thấy được là ở đâu nó gồm có những phần nào. Cái này là học rồi nhé, nó gồm có phần thứ nhất đó là tay ngoài này, phần thứ hai là tay giữa này, phần thứ ba là tay trong, đúng không? Đấy. Thì phần tay ngoài đây bắt đầu từ cái vành tai này nha. Đấy, rồi ống dẫn này đi vào đây và tận cùng của nó là màng nhĩ nha. Còn tay giữa thì bắt đầu từ cái hệ thống xương khuếch đại này, cái xương này. Xương thứ nhất đó là xương búa này. Xương thứ hai là xương đe này. Tại sao gọi là búa với đe? Giống như là chúng ta thấy nó cũng giống thực tế, một anh đập vào anh này này, một anh này là đỡ thôi. Đe này, xương bàn đạp này. Vâng, đây cả cái hệ thống xương bàn đạp, cửa sổ, vâng, cửa sổ bầu này, cửa sổ tròn. Vâng. Thì đấy là tay giữa nhé, còn tay trong, vâng, tay trong thì nó nằm như thế nào? Thì ở giữa tay giữa đây thì người ta tính được cái diện tích, vâng, hay là cái độ khuếch đại cường độ âm lên đấy, vâng, độ khuếch đại. Bao nhiêu lần này nó là 50 đến 55 mm vuông nhé. Diện tích của cửa sổ bầu trục, vòng cửa sổ bầu trục này nó là 3,2 mét vuông mm vuông này. Còn hệ số của xương khuếch đại này nó là 1,3 lần. Vào, hệ số xương con này, xương khuếch đại là 1,3 lần. Thế như vậy thì cái độ khuếch đại cường độ âm nó sẽ tăng lên 22 lần. Nếu đi từ ngoài vào nhé. Đi từ ngoài vào. Thế bây giờ cơ quan vào bên phía bên trong nữa thì người ta thấy là đây cơ quan tiền đình này thì nó gồm có hai phần này, cái cơ quan gồm hai cái phần này. Phần thứ nhất đây là phần nó giống như con ốc ấy, người ta gọi đây là phần gì? Ốc tai. Ốc tai. Phần thứ hai là cơ quan tiền đình này, gồm cơ quan tiền đình này. Thế cơ quan tiền đình này thì nó bao gồm những cái gì các bạn nhỉ, để tham gia chức năng thăng bằng đây này? Nó gồm những phần nào đấy? Để, cơ quan tiền đình là gồm cái gì? Các bạn mô tả, nhìn đi mô tả của cô xem nó là gồm những cái gì ở đây này. Tuấn Anh đâu? Tuấn Anh còn đây chưa? Tuấn Anh có Tuấn Dạ Anh có không có. nhỉ? Ừ. Tuấn Anh mô tả tiếp của cô xem nào. Đấy, cơ quan tiền đình này nó gồm có những cái gì ở đấy? Có những cái gì nhỉ? Ồ, nhìn này mà không mô tả ra được à? Nhìn thấy là phải thấy ngay chứ. Đây là Là gì? có ốc tai ạ, Hả? Cơ quan tiền đình cơ mà. Phần ốc tai xong rồi nhá. Ốc tai nó giống con ốc đây rồi.
đúng rồi, đốc này. Thế còn phần tiền đình này thì nó gồm có những cái gì đấy? Đấy, nhìn đây, mô tả ra này. Đây gọi là cái gì đấy? Đây là những cái gì nhỉ? Nha. Ba cái vòng này gọi là vòng gì đấy? À, vòng bán khuyên ạ. Ừ. Tại sao lại gọi nó là bán khuyên? Tại sao lại gọi nó là bán khuyên nhỉ? Nhìn nó có một nửa thôi. Có tròn đều đâu. Đúng không? Đây nó chỉ là một nửa của cái hình tròn này này. Ừ, bán khuyên giống cái khuyên đeo tay ấy. Đấy. Vòng trước vòng sau và vòng ngang này. Đâu, trái với phải vòng ngang này. Nhưng mà đây nhìn thấy ở trên cái hình này chúng ta thấy là phía đầu của mỗi cái ông bán khuyên này nó như thế nào đây? Cái phần đầu ấy. Nó có cái gì khác so với các nơi khác không? Có gì khác không? Nó tròn tròn như cái ống Ừ, bắn. nó có đầu phình ra đúng không? Nó giống như cái đầu ong bu ấy. Đó, cái đầu ong bu của cái bóng điện ấy, nó có chỗ phình ra như thế. Đấy là cái ong bu. Vâng. Thế trong cái này thì nó cấu tạo như thế nào để có thể tham gia vào giữ được chức năng thăng bằng ở đây thì tí nữa rồi chúng ta sẽ nói phần sau nhé. Thứ hai, đấy là thành phần ba cái ống bán khuyên này. Thế còn tiếp đây là cái gì? Tiếp đây là cái gì nhỉ? Là những cái gì đấy? Đây là cầu nang này, còn đây là xoang xoan nang này, vòng xoan nang này. Đấy nó tham gia vào cơ quan, đấy là những cái cơ quan thăng bằng nha. Đấy, ốc tai này là cơ quan thính giác. Đấy nghe là âm nó sẽ rơi vào đây. Vâng, âm rơi vào đây. Thế ốc tai, vâng, tách cái ốc tai này ra xem ốc tai này nó gồm có những cái gì. Nó có màng tiền đình này, màng nền này, màng lỗ thông này, đây đây là những cái phần cắt ra người ta thấy nhé, và có hai cái màng lỗ qua cái lỗ thông đấy, qua cái lỗ này, lỗ là helicotrema và nó chia thành ba thang. Thang trên vòng là thang tiền đình, nó chứa ngoại dịch nhé, chứa ngoại dịch. Thang giữa, thang gọi là thang trung gian, ban nãy ta đang nói ba cái thang ở trên này. Thang dưới là thang mà thang nhĩ hay là chứa ngoại dịch. Thế như vậy ở đây chứa hai thang là thang trên và thang dưới này là chứa ngoại dịch này, còn thang giữa này chứa nội dịch. Thế giữa cái ngoại dịch và nội dịch ở phía bên trong này thì nó có những cái chuyển động nó sẽ khác nhau nhé, nó chuyển động khác nhau. Giữa nội dịch và ngoại dịch là chuyển động của cái dịch đi trong này là khác nhau. Vâng, là khác nhau. Về cái đây, cơ quan thì người ta thấy là ở trên cái màng nền mà có hai cái lớp tế bào nhạy cảm, đó là những tế bào lông, đây là những tế bào lông này, và hai lớp tế bên dưới này gọi là nền. Còn thứ hàng thứ hai đây là những tế bào lông, và đỉnh của mỗi tế bào lông này thì nó có từ 60 cho đến 100 chiếc lông nha, 100 chiếc lông đấy, từ 60 cho đến 100 chiếc lông. Thế mà người ta thấy là trung bình thì nó có khoảng 6-70 cái. Vâng, 70 cái chiếc lông ở trên bề mặt này. Thế để làm gì các bạn nhỉ? Cái lông này nó có tác dụng để làm gì không? À, để làm gì? Để nó cũng có đúng cái chức năng của nó. Đây là cái đệm đỡ này, đệm đỡ này. Và thứ hai nữa là cái lông này, nó làm tăng cái khả năng, khi mà đã tạo thành những cái hệ thống lông như thế này thì nó làm tăng cái diện tiếp xúc lên, có đúng không? Làm tăng diện thì thu âm lên. Và đây có một cái tế bào, vòng tế bào to nhất và quan trọng nhất, đó là kinosilum. Vâng, kinosilum. Cái anh này thì cái tế bào này là tế bào ở trong tất cả những cái tế bào lông này thì nó có một cái tế bào to nhất này để đảm nhiệm được cái chức năng, cũng nó giống như là cái anh giữ trọng trách nhất. Về cơ chế để tiếp những cái âm thanh này vào, tiếp truyền cái âm thanh này đi, thì những cái xung động từ từ đâu nhỉ các bạn nhỉ? Xung động là thường nó thu từ ngoài qua cái vành tai ngoài ấy, xong đến đây. Đây là gì đây? Đây là gì đây? Màng nhĩ, Là màng màng nhĩ ạ. nhĩ. Vâng, đây là màng nhĩ, nó làm rung cái màng nhĩ này lên. Thế sau đó rung màng nhĩ này rồi thì nó tác động vào những cái hệ thống xương, vào hệ thống xương, rồi cái xung này sẽ được dẫn truyền vào. Đấy là xong âm nhé, từ đấy nó làm chắc nội dịch ở trong phần ống này, vào trong ống này nó sẽ dao động và tác động lên những cái tế bào lông, vào tác động lên tế bào lông, rồi từ những tế bào lông này nó sẽ gây ra hiện tượng khử cực.
Vâng, đó là hiện tượng hưng phấn hoặc là ức chế cái hiện tượng này, vâng, để dẫn truyền những cái xung động này tiếp đi lên trên, vâng, trên não qua cái đường dẫn truyền, vâng, qua đường dẫn truyền của hệ thần kinh nữa, vâng, hệ thần kinh. Thế nhìn ở đây chúng ta thấy là cái tiếp ban đầu đây kích thích đi từ ngoài vào, đây nó là cái màng nhĩ, có đúng không? Cái màng nhĩ ở đây. Thế bây giờ màng nhĩ này mà nó không phẳng này, rồi nó không lành, thì lúc đó các âm nó đi vào đây nó sẽ như thế nào? Vâng. Âm nó sẽ đi vào như thế nào nhỉ? Có anh nào đã bị màng nhĩ nó bị có vấn đề chưa? Chúng ta hồi bé là có bị rồi. Thế nào cũng có người sẽ bị. Nhưng bây giờ lớn lên rồi thì không biết là còn nhớ được hay không, cái cảm giác đó là khi mà cái màng viêm, thường người ta nói viêm tay giữa, viêm tay giữa là do cái màng này nó bị ảnh hưởng này, hoặc là nó sung huyết này, hoặc là nó viêm này, vâng, nó sung huyết hoặc nó viêm, thì lúc đó nó làm cho tai thì chúng ta nghe các âm này nó sẽ khác đi, vâng, sẽ khác, lúc nào nó ồ, nó giống như là người đánh trống cái tai, vâng, đánh trống cái tai. Thì cái tại sao nó lại như vậy, bởi vì cái luồng khí nó đi vào những cái nơi mà nó không, cái màng nhĩ nó không 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 lành ấy. Nó không lành, vâng, thì cái âm này nó sẽ, cái cường độ âm nó sẽ thay đổi, vâng, nó sẽ thay đổi và nó tác động lên này, vâng, cả một cái hệ thống của chúng ta này, vâng. Thế nếu như tần số vào cái cách truyền âm này thì nó phụ thuộc vào cái tần số của âm, nếu tần số mà càng lớn ấy, thì nó tác động vào phần đáy của ốc tai, nó gần cửa sổ bầu dục. Còn tần số mà từ 800 cho đến 2000, vâng, là đến tần số lớn ấy, thì nó tác động đến phần giữa của ốc tai. Còn tần số mà thấp nhỏ hơn 800, vâng, thì nó tác động đến đỉnh của ốc tai, vâng, đỉnh của ốc tai nha. Đấy là tế bào ốc tai nha. Thì nếu tần số lớn, vâng, tần số lớn thì nó tác động ở phần đáy của ốc tai. Vâng, tần số trung bình, vâng, tần số trung bình thì nó tác động lên phần giữa của ốc tai. Còn tần số mà thấp thì tác động lên phần đỉnh của ốc tai. Vâng, đỉnh ốc tai. Này, cái sóng âm nó đi theo con đường như thế này. Đấy. Một cái chuỗi dài, vâng, một cái chuỗi dài từ sóng âm này thì nó tác động đến vành tai, đến ống tai, rung màng nhĩ, chuỗi xương tai, vâng, làm rung màng cửa sổ bầu dục, sau đó gây chuyển động ngoại dịch rồi mới chuyển động nội dịch trong ống tai, vâng, tác động đến cơ quan cochlea, rồi nó tạo thành những cái xung thần kinh và theo dây thần kinh thính giác, vâng, tới cơ quan thính giác ở thùy trầm, vâng, thùy trầm, và lúc đó sẽ nhận biết được về âm thanh, vâng, âm thanh phát ra. Thì nhận biết này thì chúng ta có thể nhận biết được về cường độ này, về vị trí, về cường độ, vâng. Đấy, về âm lượng của nó nữa, vâng. Đấy, thì phần này là có thể nhận biết được. Thế do vậy cho nên ở đây chúng ta mới thấy đi nó lần lượt từ ngoài vào đến trong như thế này, đến vỏ não, vâng, vào đến vỏ não. Thì nếu như bây giờ một trong những cái cơ quan này, một trong những bộ phận này mà nó bị tổn thương, vâng, nó bị tổn thương thì lúc đó nó cũng ảnh hưởng tới khả năng dẫn truyền âm, vâng, dẫn truyền âm. Người ta thấy là ở tai giữa này thì nó dẫn truyền cái âm từ môi trường khí, vâng, từ môi trường khí ở bên ngoài là từ môi trường khí là cản âm kém, sang môi trường bên trong trong tai là môi trường dịch. Đấy, như là nội dịch và ngoại dịch. Thế nói đến dịch thì cái khả năng cản âm của nó sẽ như thế nào các bạn? Môi trường cản âm nó sẽ lớn hơn đấy chị. Không. Là khí thì cái cản âm nó kém, nhưng mà sang môi trường dịch là cản âm nhiều hơn. Nhưng năng lượng của sóng âm ở đây thì nó không bị giảm nhiều. Đấy, năng lượng của sóng âm nó không bị giảm nhiều. Thế đang từ môi trường mà dẫn vào cản âm kém sang, hay là cái dẫn truyền âm tốt sang cái môi trường kém hơn. Vâng, nhưng mà đây cái năng lượng của sóng âm mà không bị giảm đi, bởi vì sao? Bởi thứ nhất đó là âm được truyền từ màng nhĩ là có diện tích lớn là bao nhiêu nhỉ? Như ban nãy chúng ta nói là từ 50 cho đến 55 mm vuông đúng không? Mà sang cái môi trường cửa sổ bầu dục ấy, sang cái cửa sổ bầu dục thì nó lại có diện tích là như thế nào? Nhỏ hay lớn? Nhỏ. Đang từ lớn nhé sang nhỏ nhé, thế là nó cũng không giảm nhiều, có đúng không? Không bị giảm nhiều đấy. Thứ hai nữa là nhờ cái hệ thống xương nhỏ nó hoạt động giống như một cái hệ thống đòn bẩy, là cứ tác động anh này vậy nó lại sang anh khác,
Tên là các bạn là chắc là cũng đã đi chưa? Ở những hang động chưa? Ừ. Thế khi mà chúng ta hét lên một cái tiếng nào đó hoặc là chúng ta gọi cái tiếng vọng nào đó thì chúng ta thấy là nó như thế nào? Âm của nó sẽ như thế nào? Ừ, nó vang đúng không? Thì anh này cái hệ thống xương nhỏ này nó cũng tương tự như thế này. Cái hệ thống đòn bẩy này nó cũng tương tự như thế. Nó làm cái âm này nó cứ thế là nó vọng 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 đi, nó vang đi. Vào. À, một cái điều nữa đó là tai giữa thì có hai cái cơ để căng màng nhĩ và căng xương, xương bàn đạp. Và chính nhờ hai cái cơ căng xương màng nhĩ và căng xương bàn đạp này cho nên nó có tác dụng điều chỉnh. Vào, có tác dụng điều chỉnh. Điều chỉnh cái gì? Điều chỉnh thứ nhất là những âm mà có tần số thấp nhưng vẫn có thể nghe được. Vào, đấy, điều chỉnh làm sao để có thể nghe được. Thứ hai, vào, là nhờ hai cái cơ căng này mà nó bảo vệ tai với những âm có cường độ lớn. Nếu mà có cường độ quá lớn thì anh này nó cũng điều chỉnh để làm sao cho tai không bị tổn thương với những cái cường độ quá lớn. Vào, cường độ quá lớn, cường độ quá nhỏ hoặc là cường độ quá lớn, tần số quá thấp ấy, thì nó cũng điều chỉnh để làm sao anh có thể nghe thấy được. Có thể nghe thấy được. Còn nếu như cường độ quá lớn này thì cái hai cái cơ này nó lại có tác dụng là điều chỉnh để làm giảm đi, giảm cường độ, không bị chói tai nhá, đỡ đi. Đấy, cái đường dẫn truyền của nó ở đây là đường dẫn truyền cảm giác thính giác ở đây thì nó bắt đầu đi từ đâu các bạn nhỉ? Đây, nó đã vào đến trong tai rồi thì nó sẽ được dẫn truyền tiếp đi đến đâu, như vừa rồi chúng ta đã nói đi vào đến đâu rồi? Đi vào đến đâu? Vào đâu rồi? Đấy, như nên là ta vừa nói cái sơ đồ bên trên nhé, là đi từ ngoài này. Đấy, do cái cảm âm nó truyền qua không khí cho nên cảm âm nó kém. Nghĩa là nó đi vào nó thoải mái và không bị giảm về cường độ gì cả. Thế sau đó vào đến môi trường nào? Môi trường dịch. Là nội dịch và ngoại dịch này, ngoại dịch rồi nội dịch thì nó lại làm sao? Làm giảm cái cường độ này đi, nhưng mà tất nhiên là nó giảm, nhưng nó giảm không đáng kể. Bởi vì sao? Bởi vì sao nhỉ? Như vừa chúng ta mô tả bên trên ý. Rồi tiếp tục nó sẽ được dẫn truyền đến đâu nữa đây? Là bạn Hải Yến nhìn trên cái sơ đồ đọc lên cho cô xem nào. Yến ơi, Yến có, bạn Yến của lớp 2 này này, có không? Ồ, đi đâu rồi? Đấy, thế này là các bạn cứ vắng nhiều này là không được rồi. Cô điểm vào đây là không có nha. Kiều Hùng Đức có đây không? Hùng Đức có đây không? Dạ. Ừ. Đức có gì? Nhìn trên cái sơ đồ này đọc tiếp của cô xem là cái đường dẫn truyền thính giác này nó được dẫn truyền tiếp đi đến đâu? Sau khi nó đến ốc tai này rồi này. Cô thì nó được dẫn truyền tiếp đến đâu? Dẫn truyền đến... phức hợp của cô là đôi phức hợp của lão tràng trên ạ. Ừ. Tiếp đi, cứ tiếp đi, cứ tiếp đi. Rồi đến lưng của nhân ốc bụng. Ừ. Sau rồi đến cái phần lão... mà chúng ta biết ở phía bên này này. Còn cái nhân của nó cái thể gì thì thôi không nhớ được thì thôi, nhưng mà những cái phần lớn này thì sao không nhớ nhỉ? Hạch não đây? Hạch não ạ. Hạch não nhá. Vâng ạ. Ừ, rồi gì nữa? Rồi đến trung lão. Ừ. Đến củ lão sinh tư đồ. Ừ. Thị ạ. Ừ, đấy, phần này tiếp đấy chứ. Thế gối giữa của ạ. Ừ, rồi gì nữa? Rồi đến đồ thị ạ. Đây là phần trên này này. Đây là phần gì? Phần... nó sao giống như cái hoa này, ở đây là cái gì đây? Bên tận cùng bên trên của nó thì gọi là vỏ não. Vỏ não. Ừ, vỏ não nhá. Đấy, không nhớ là các nhân gì thì thôi, nhưng mà nhớ được những cái phần lớn đây này. Dạ, là sau khi đi đến ốc tai rồi nhá, nó thu ở đây rồi này. Đấy thì theo dây ốc tai nó lên hành não này. Vào lên hành não này bắt đầu nó mới làm cho cái quá trình làm sao cho xung này phải chạy từ những cái phức hợp này này. Vâng, nó truyền lên đâu? Truyền lên trung não. Vâng, đấy thông qua những củ não sinh tư sau này, trước sau này,
Vâng. Vâng Rồi nó sẽ lên đến đâu? Lên đến đồi thị. Cũng có thể nó dừng ở đồi thị này. Vâng, cũng có thể dừng ở đồi thị. Nhưng cũng có thể là thông qua cái thể gối giữa này. Vâng, để nó đi lên. Lên đâu? Lên đâu nhỉ? Trên này là gì? cô Vỏ lên đến não. vỏ lão, Vỏ não. vỏ lão. Ừ, đấy. Lên đến vỏ não. Đấy. Thì đấy, nhớ nhìn cái hình thì cần phải học nhiều đúng không? Đọc đấy ra thôi nhé. Vâng ạ. Đấy. Ừ. Thứ hai, ở vỏ não. Đây, thế bây giờ nhìn trên vỏ não thì cái thùy gọi là thùy thái dương thì nó nằm ở chỗ nào đây? Thái dương nào? Nào. Bạn nào nào? Đức nào? Tôi cô Ừ, như đọc Thái tiếp cho cô Dương xem làm nào. Thùy thái dương đâu? Đây đúng không? một đứa Ừ, đây này, đây này. Nha. Ừ. Đây. Thì nó gồm đấy. có ba cái hồi, gọi là hồi gì đấy? Hồi thì hồi Tiếp. xoắn Xoắn đâu mà xoắn. Đây nó hồi vẫn góc thuộc cô hồi ạ, thái hồi dương góc ạ. nhá, và nó chia thành ba cái hồi này này. Bên trên thì gọi là hồi thái dương. Trên này. Hồi thái dương bên ạ. Trên phía bên trên này này nhá, bên trên này. Ở đây là ở ở gì, đây là gì, đây là dưới này. Trên rồi thì có dưới, mà trên với Giữa. dưới này ở đây là gọi là ở ở Giữa. giữa ba cái thùy này, ba cái hồi này nhé. Hồi thái dương trên này, dưới này và giữa này. À, đấy. Vâng ạ. Ừ, đây là cái nó nằm ở trên vỏ não thì nó nằm ở thùy thái dương đấy, là đại diện trên vỏ não nó nằm ở thùy thái dương nhé. Thế còn như Vâng hôm ạ. qua chúng ta học ở cái vùng vận động hoặc là vùng cảm giác, chúng ta có nói đến rồi đấy, cảm giác thân thể nó nằm ở vùng ở thùy nào? Ở thùy nào ấy nhỉ, có nhớ không? Trời ơi, chữ thầy già hết lại, thầy học giải phẫu xong rồi. Bên ngoài cái thùy thái dương này ra nhé, ngoài thùy thái dương nó còn có trung khe, trung khu nghe và cái một cái vùng gọi là cái vùng hiểu được lời nói ấy, đó là vùng vết ních nha, vùng vết ních đấy. Thì là phần này là phần mà chúng ta thấy là ở đây là trên vỏ não nó cũng có những cái vùng đại diện để nhận những cái xung động về thính giác nha. Thế về thính lực thì tai người chúng ta có thể nghe được âm có tần số thấp. Đấy, như vừa nãy tại sao tần số thấp nó lại nghe được? Tại sao nhỉ? Vừa mới hỏi bên trên rồi. Nào, tại sao nó lại nghe được cái tần số âm thấp ấy nhỉ? Cô vừa nói bên trên đấy. Vì tay giữa có hai cơ căng nhĩ và cơ gì Đúng rồi. Đấy, cơ ấy nhỉ? Đúng rồi. Đấy, từ cái âm có tần số rất thấp nhé, là từ 16 cho đến 20.000 hết. Vâng, 20.000 lần đấy. Cường độ âm từ 0 cho đến 140 dB. Đúng không? 140 dB này là cao lắm rồi này. Vâng, cao lắm. Và âm mà chúng ta nghe tốt nhất ấy, thì có tần số từ 1.000 đến 2.000 Hz. Nào, còn cường độ đây là từ 30 cho đến 70 dB. Vâng, dB. Và ngưỡng vệ sinh cho phép được, vâng, cho phép là dưới 85 dB. Thế còn đây như ban nãy cô nói là cũng có thể có những cái tiếng ồn nó quá lớn. Vâng, quá lớn mà tai chúng ta vẫn có khả năng điều chỉnh được. Vâng, điều chỉnh được nhờ hai cơ bên trên mà chúng ta nói ban nãy ấy, nhé. Nhưng mà tất nhiên, vâng, nếu như mà chúng ta cứ bị một cái tiếng ồn này nó làm phiền cho một thời gian dài thì lúc đó tai chúng ta dần dần nó sẽ bị điếc đi nha. Điếc. Thế do vậy cho nên một số những cái ngành nghề, vâng, ngành nghề là những cái tiếng động rất là lớn. Tiếng động ở đâu thì nó hay có những tiếng động lớn, các bạn nghĩ cái ngành nào? Nào, những ngành nào thì có những cái tiếng động lớn này này mà tai chúng ta phải chịu đựng đấy này. Rồi, những cái khu vực nào? xây dựng. Ừ, những cái xây dựng này nhé, là cứ những cái tiếng búa mà nó đóng những cái cọc bê tông ấy mà nó ồn. Nhưng mà trước kia thì nó không có, người ta dùng máy nén. Ừ, cho bây giờ thì người ta dùng máy nén rồi thì nó đỡ, chứ ngày xưa là cứ phải dùng cái búa. Không biết là các bạn có hình dung ra không, những cái thời các cô thì là người ta dùng cái búa, người ta đập từ trên xuống vào cái cột bê tông ấy thì nghe nó kinh lắm. Vâng, kinh khủng. Thế do vậy cho nên là đây, vâng, cái ngưỡng này nó cho phép được cái gì ở đây? Người ta có thể đo được bằng cái thính lực kế này. Vâng, đo bằng thính lực kế.
Thế trong số chúng ta ngồi đây thì cũng có thể sau này vâng, các bạn sẽ cũng tham gia vào cái vệ sinh lao động đây này. Thế này nó trực thuộc vệ sinh lao động. Là chúng ta được mời đi để đo những cái thế, vâng, những cái vùng này xem có đảm bảo được tiếng ồn hay không, để cho phép những cái cơ quan, những cái xí nghiệp này có thể được đặt ở đây hay không. Nếu như đã gần với vùng dân cư thì bao giờ người ta cũng phải quan tâm đến vấn đề này nha, bao giờ cũng quan tâm là cái nó có gây ra tiếng ồn nhiều không, và tiếng ồn này nếu như cho phép được thì mới được, còn nếu như không cho phép được là anh không được xây dựng. Ờ, không được xây dựng ở đây. Những phần này là phần sau này các bạn nếu như học chuyên khoa về những phần này rồi các bạn sẽ thấy. Nhìn chung là cái bản chất của cơ chế nghe ở đây chính là cơ chế truyền âm và khuếch đại âm nha. Truyền âm và khuếch đại âm. Thế nghe ở đây nó là một chức năng sinh lý mà thực hiện được là nhờ nhờ từ đâu? Từ ống tai ngoài này, màng nhĩ này, chuỗi xương nhỏ, cửa sổ bầu dục, trong tai trong, đường dẫn truyền và trung tâm cảm giác thính giác. Thế do vậy cho nên cũng giống như là thị giác bên trên chúng ta vừa nói rồi, khi một trong những bộ phận này mà bị tổn thương thì cái chức năng nghe cũng sẽ bị ảnh hưởng, có đúng không? Nghe sẽ bị ảnh hưởng. Ở đây do có sự chênh lệch về thời gian, về cường độ âm đến từng tai và trung tâm thính giác ở bộ não, cho nên nó có thể xác định được nguồn âm và âm thanh nổi. Vâng, nguồn âm và âm thanh nổi. Thế thì các bạn thử suy nghĩ lại cô xem là có rất nhiều ngành nghề, nhưng mà có những ngành nghề nào mà người ta rất là những cái phát hiện về cái âm thanh này này, người ta rất giỏi. Rất giỏi, ngành nhé, những cái ngành, những cái nghề. Đấy. Thì thử xem như thế nào có khả năng phân biệt được những cái này rất là giỏi như này. Điểm lại cho cô xem nào, Nhạc sĩ ạ. có ngày nào nào Nhạc sĩ ạ. ngành làm cho tàu ngầm tàu ngầm. Ừ. Gì nữa giỏi nhất cơ, anh mà nghe thấy là người ta phát hiện được ngay. mà phải Nhạc có sĩ ạ. nhạc sĩ ạ Gì? Nhạc sĩ nhạc ạ. sĩ ạ Ờ đúng rồi, nhạc sĩ. Nghe những cái âm thanh này là người ta phát hiện được ngay, là anh chênh phô là anh có đúng nhạc hay là không đúng hay như thế nào đó, thì cái này là cái mà người ta thấy. Thế với chúng ta thì sao? Với ngành y chúng ta thì sao? Cái này là chúng ta cũng phải luyện rất là nhiều thì mới được cái này. Anh nào phải luyện nhiều thì mới làm được phần này. Còn anh nào mà không luyện nhiều cũng không làm được. Thế nhá, trong học phần phần tuần hoàn thì có một phần mà bắt buộc các bạn phải về nghe, không biết là nghe chưa? Đó là nghe cái gì các bạn? tìm cô Ừ, nghe tim ấy. Thế bây giờ nghe thấy tiếng tim, nghe thấy cái gì chưa? nghe thấy nó cứ cấp bùm 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 Ôi giời ơi, bác sĩ ơi là bác sĩ, giờ cứ bùm 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 thế thì hỏng rồi. Thế giữa tiếng thứ nhất với tiếng thứ hai nó có gì khác nhau không? bùm Giữa tiếng thứ nhất với tiếng thứ hai có gì khác nhau không? Phải nghe được chứ. Bây giờ là bắt buộc phải nghe thấy đấy. Bác sĩ mà. Dù anh làm răng làm mặt nhé, anh vẫn phải phân biệt được cái này. Vì cái thời gian đầu anh đi là vẫn phải đi bằng triệu chứng, hoàn toàn anh phải phát hiện được đây là tiếng tim bình thường hay là bất thường. Như thế nào gọi là bình thường? Đấy, dựa vào cái tai nghe. Đấy, có độ khuếch đại lên rồi nha, là chúng ta nghe được cái tiếng tim hay không ấy là cũng nhờ cái độ khuếch đại từ cái màng mà nó thu âm, nó khuếch đại tiếng âm lên rồi nó dẫn truyền qua cái ống đến tai chúng ta và chúng ta có thể phân biệt được tiếng tim một nó như thế nào so với tiếng tim hai. Là nghe chưa đã cơ, chậm hơn nghe thứ chưa hai hả? chậm hơn thứ hai Tim một với tim hai nó như thế nào với nhau? nó khác nhau Ừ, nó khác như nào ấy, cô muốn hỏi là khác như nào để sau này các bạn đi lâm sàng là chúng ta có thể nghe được tiếng tim này này. Như nào nhỉ? à, tiếng đầu nó sẽ chậm hơn tiếng thứ hai, tiếng hai nó sẽ nhanh nhỏ gọn hơn. Trầm mà nó dài hơn đúng không? Một trăm là dài Ừ, trầm mà dài này. Còn tiếng thứ hai thì nó ngắn hơn, thành nó banh hơn. Thế cho nên nó tương ứng với cái tiếng pùng tặc,
Chứ còn như ban nãy Hiếu nói là bùm 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 ấy, thì là không đúng rồi. Bùm tặc bùm tặc bùm tặc. Vâng. Đấy thì giữa tiếng thứ nhất với tiếng thứ hai chúng ta nghe thấy nó như thế nào, và giữa tiếng thứ hai đến tiếng thứ nhất thì cái khoảng thời gian của nó như thế nào, có nghe được không, có phân biệt được cái đoạn này không? Ừ, nó như nào nhỉ? Cái này là bắt buộc phải nghe đấy nhá, bắt buộc phải nghe, học sinh lý rồi là bắt buộc phải nghe đây này. Nên là không biết là Từ đã tiếng thứ có nhất mấy đến tiếng bạn thứ đã mua hai được, có nghe cũng trong khoảng rồi ngắn ạ. hả? Từ tiếng thứ nhất đến tiếng thứ hai thì Đến khoảng thời gian của sẽ nó có như một khoảng nào? nghỉ ngắn ạ, còn Ừ đúng rồi, nghỉ ngắn. nó sẽ ngắn Còn hơn từ từ tiếng tiếng thứ thứ hai hai, quay về tiếng thứ nhất ạ. ừ, là khoảng dài hơn đúng không? Còn dài hơn Đúng đấy. rồi, vâng. Và đây chúng ta có thể kết hợp được với cả cảm giác xúc giác ở đây nữa đây này. Đó là gì? Đó là gì đây? Vừa nghe nhá, vừa ăn anh có thể bắt mạch được ấy. Bắt ở đâu? Bắt ở cổ tay, cổ Cổ tay nói thì chung thế nào? là quay hay là mạch đòn Cổ tay ở động mạch khiến tay quay. Đúng rồi, động mạch quay nhá, động mạch quay. Thế rồi đặt hai cái ngón tay của chúng ta vào đây. Vào, đặt ngón tay vào. Vào. Ngón tay trỏ và ngón tay giữa nhá. Đặt ở phía động mạch quay. Đấy. Thì thử nghe đi và chúng ta bắt mạch ở đây thử xem hai cái này nó có tương xứng với nhau không. Bây giờ về phải làm nhé. Cô nói như thế có nghĩa là chúng ta phải làm cơ thì chúng ta mới phát hiện ra được. Không ai nghe một lần mà chúng ta phát hiện được ngay đâu. Bây giờ là chúng ta phải tập làm sao để khi đặt vào đây chúng ta nghe thấy cái âm thanh như thế này. Đây ta nói là à, tiếng tim của bác vẫn bình thường. Còn trường hợp như thế này thì là tiếng tim của bác có vấn đề rồi. Cụ thể ở đây là gì? Là tiếng thổi tâm thu hay là tiếng rung tâm trường? Thì lúc đó chúng ta lại phải nghe. Nếu như kết luận nó là tiếng thổi tâm thu, có nghĩa là nó rơi vào trong giai đoạn tim đang gì? Đang còn, đúng rồi. Còn nếu như là tiếng thổi tâm trường, tiếng rung tâm trường thì nó rơi vào giai đoạn tim đang đang giãn, đúng rồi nhé. Đấy, nhưng mà phải nghe được cơ, phải nghe được cái phần này. Đấy là cái nghe này vào có được hay không, bản chất của nó là như thế này rồi. Thế nhưng anh có làm được nó hay không thì lúc đó đấy là lại cả một quá trình nữa đây nhá, cả một quá trình. Thứ hai, cái nữa đó là giữa cảm giác thính giác và cảm giác thị giác có sự bù trừ về chức năng cho nhau, cái này có đúng không nào? Thử lấy từ thực tế xem nào, lấy ví dụ thực tế xem có đúng không. Kiểu như là bị mù nhưng mà tai nó thính hơn đấy ạ. Ừ đúng rồi, thường những người bị khiếm thị thì tai người ta rất là tinh. Ừ, hoặc là gì nữa, hoặc là gì nữa. Mấy người bị điếc tai cũng thính nhá. Ừ, tai đã điếc, những người điếc lại còn tai thính nhé. Điếc thì làm sao mà nghe thấy đâu mà tai lại còn thính, phải là cái gì chứ, cái gì nó mới bù lại được ở đây, cái gì chứ? Cảm Xúc ơn giác, thầy. khứu giác ạ. Xúc giác Vâng. có đúng không? Xúc giác chứ. Thế nên các bạn thấy những người khiếm thị người ta vẫn học được chữ cơ mà, có không, học chữ nổi. Mà chữ nổi đây là lại phải phát huy vai trò của chức năng của anh nào, Giác. của gì, Vâng, giác. Xúc Xúc giác giác, đúng rồi, của xúc giác đấy. Những cái đó là cái mà chúng ta cần phải nhớ nhé, là với những cái người bệnh như thế này thì như chúng ta thì chúng ta phải phát huy được những cái gì, nên phải dựa trên cơ sở khoa học này. Mà với các bạn răng hàm mặt này, mắt tai mũi họng, ba cái chuyên khoa này là rất liên quan tới nhau nha, rất liên quan tới nhau đấy. Đây cảm giác thăng bằng. Vâng, cảm giác thăng bằng. Bây giờ chúng ta nói về thính giác là cơ bản rồi, nhưng bây giờ về thăng bằng nhé. Thì cơ quan tiền đình, vâng, đấy, cơ quan tiền đình nhận cảm và làm thay đổi tốc độ chuyển động của cơ thể trong không gian. Sau đó nó sẽ chỉ huy nào, thần kinh trung ương để điều chỉnh lại phản xạ, rằng là trương lực cơ và phản xạ trương lực. Và từ cái điều chỉnh về phản xạ trương lực này nó mới giữ thăng bằng trong cơ thể. Nào, thế bây giờ các bạn đi học cái phần này, học cả tủy sống và học cả tiểu não rồi. Chúng ta đi thì cái tư thế của cơ thể chúng ta nó là tư thế như thế nào nhỉ? Tư thế như nào đấy?
con người nhé, đi với tư thế như thế nào? Các bạn? Đứng thẳng ạ. Ừ, tư thế thẳng. Và khi chân chúng ta có bước nhé, thì tay chúng ta có vung không? Hay là chúng ta giữ chặt tay lại? Ừ, vung tay ạ. Để làm gì đấy? Đây này, chân bước này, tay vung. Vâng, mà tư thế chúng ta vẫn đi thẳng được. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là gì rồi đấy? Nó thăng bằng ạ. Ừ, nó giữ được thăng bằng rồi gì? Thế mà những cái người đi trên dây muốn giữ được thăng bằng thì thường người ta phải làm gì ở đây? Tay người ta phải dang hai tay ra, dang hai tay ra. Hai tay bao giờ cũng phải dang ngang đúng không? Hoặc là ít nhất người ta cầm một cái vật gì đó làm đối trọng. Hoặc là một cái xào này, hoặc là một cái quạt này, hoặc là một cái que gì đó. Người ta sẽ, vâng, khi mà trọng lượng cơ thể mà đổ về trái thì ngay lập tức người ta sẽ vung tay phía bên phải để cân bằng lại. Có đúng không? Cân bằng lại về cái cơ thể này, và về cái hiện tượng này. Thế đấy là cơ quan tiền đình, nó sẽ thay đổi về chương lực cơ nhé. Về chương lực cơ và nó điều chỉnh. Tất nhiên là đây nó phải kết hợp với vỏ não nữa. Đúng không? Kết hợp với vỏ não để giữ về thăng bằng cho cơ thể này. Vâng. Để cấu trúc của phần ngoại vi như vừa nãy ta đã nói rồi, thì ở đây nó có mấy phần, cơ quan tiền đình gồm mấy phần? Mấy phần đây? Các bạn? Mấy phần đi nhỉ? Hai phần nhé. Phần thứ nhất đó là xoang nang và cầu nang này. Xoang và cầu này. Và ba cái vòng bán khuyên này. Vâng, ba vòng bán khuyên. Vâng. Thì cơ quan cocti. Vâng, cái cơ quan cocti này nó là cơ quan vòng đá. Nó gồm những tế bào đế, tế bào đế ở phía dưới. Vâng, tế bào cảm thụ mà có lông ở phía bên trên. Vâng, cảm thụ lông ở phía bên trên. Màng đá và đá tai, màng đá và đá tai. Đấy. Nó đè lên lông của cái tế bào và gây ra hiện tượng hưng phấn nha. Đây, anh này nó đè lên những cái tế bào lông này và gây hiện tượng hưng phấn ở tế bào. Vâng. Thế còn cái ba cái ống bán khuyên này, vâng, ba ống bán khuyên này nó xếp theo ba mặt phẳng. Vâng, ống trước, ống sau và ống ngang. Vâng. Đấy, trước sau. Vâng. Bên trái phải. Và như ban nãy cô nói rồi, mỗi một cái đầu này nên cho nó chỗ phình ra. Vâng, phình ra. Phình ra chứa cái gì ở đây? Chứa cái gì nhỉ? Chứa dịch nhá, nội dịch. Vâng, chứa trong này chứa cái nội dịch và cái tế bào lông. Vâng, tế bào lông. Thế trên mặt của tế bào thì, vâng, mỗi như ban nãy chúng ta nói rồi, trên mặt của tế bào này nó có rất nhiều những cái lông. Vâng. Cái lông này thì nó vừa có tác dụng là, vâng, làm gì nhỉ? Bảo vệ, là đỡ chắn ấy. Vâng, đỡ chắn, và thứ hai làm tăng diện tiếp xúc thu âm. Vâng, thu âm. Đấy. Cho nên mặt trong này nó có rất nhiều lông đây, và trong đó có một cái lông dài gọi là lông cnosilum này. Vâng, ở phía bên trong. Đấy. Và nó nằm trong máu bóng. Và đáy của tế bào này thì nó tiếp xúc với synapse, với các sợi cảm giác ấy. Vâng, đáy này là tiếp xúc với synapse. Thế do vậy cho nên chúng ta mới thấy là đấy cũng giống như là phần thị giác. Từ synapse này rồi thì nó lại tiếp xúc với những cái sợi cảm giác, vâng, cảm giác. Và cùng với các sợi từ xoang nang, cầu nang để nó tạo nên thành một cái tập trung lại, tạo thành một cái dây thần kinh mà chi phối ở đây, dây thần kinh đây là dây thần kinh số 8 phẩy nha, 8 phẩy. Đấy, khi mà bị kích thích nhé, khi có kích thích này thì cái chuyển động của chuyển động dịch này nó sẽ chuyển động ngược chiều, ngược chiều lên, và nó tác động lên tế bào lông, dịch ở trong này, dịch ở trong này nó tác động ngược chiều, tác động lên những tế bào lông, tác động lên trục của những tế bào lông. Từ nội dịch chuyển động vào phía bên trong, còn về phía lông lớn ấy, còn xoang, còn nó sẽ gây ra hiện tượng khử cực, sẽ hiện tượng khử cực, nghĩa là làm tăng cái xung động lên. Còn nếu chuyển động ngược trở lại, vâng, là chuyển động ngược trở lại này, thì lúc đó nó làm tăng khả năng phân cực và làm giảm bớt những cái xung đi. Vâng, đây là ống bán khuyên, ống bán khuyên. Đầu ống bù nó đây nhé, đầu ống bù. Đấy. Nó có dịch vào những cái tế bào lông này, vâng. Dịch này chuyển động nó tác động lên tế bào lông. Vâng. Về cấu trúc của cái phần thần kinh trung ương thì người ta thấy là nó có tham gia của hạch scapa. Vâng. Ở đây nó có neuron này nó có hai đầu, một đầu tiếp xúc với tế bào lông, còn đầu kia thì góp lại thành cái dây tiền đình. Vâng. Dây tiền đình thuộc dây 8 phẩy. Và dây tiền đình này nó qua ống tay trong, qua hộp sọ, góc cầu tiểu não đến hành não,
và nó chỉ đạo cái dây tiền đình, nhân tiền đình ở cùng bên. Thế mà nhân tiền đình ở hành não này thì nó có tác dụng đối với điều hòa trương lực cơ là làm gì các bạn nhỉ? Làm gì nhỉ? Đối với trương lực cơ thì nhân tiền đình này nó làm tăng hay làm giảm trương lực cơ? Các bạn, tăng hay giảm trương lực cơ? Hả? Nhân tiền đình làm tăng hay làm giảm trương lực cơ? Nha. Tăng hay giảm? Ô. Thầy Túc mới giảng bài trước ở hành não nữa. Ở phần trung não ấy có hai nhân nhé, một là nhân đỏ và hai là nhân tiền đình. Vâng, nhân tiền đình này làm tăng trương lực cơ. Ừ, tăng trương lực cơ. Còn nhân đỏ là làm giảm trương lực cơ. Giảm trương lực cơ nha, giảm trương lực cơ. Đấy. Thì anh này có tham gia vào đây. Qua cái dây tiền đình này. Đấy, nó chỉ đạo đến tiểu não rồi sang hành não. Và hành não này sẽ chỉ đạo nhân tiền đình cùng bên. Vâng, cùng bên. Thế đây cùng bên cho nên là khi tổn thương ở bên nào thì sẽ làm ảnh hưởng về trương lực cơ ở bên đó. Có đúng không nào? Ở bên đó. Nên sau chúng ta sẽ chứng minh được cái này đây ở trong phần thực hành. Rồi nhân tiền đình này nó liên hệ với tủy sống này, với tiểu não. Và nhân vận vận nhãn, cái thể lưới của dây như là dây 9, dây 10 nha. Thế nên nó liên hệ với tủy sống này, với tiểu não cho nên là anh tiền đình này thì nó tác động trực tiếp rồi, nhưng mà nó vẫn liên hệ được với những cái anh tủy sống hoặc là tiểu não này để tham gia điều hòa trương lực cơ. Vâng, tham gia điều hòa trương lực cơ. Và từ tham gia điều hòa trương lực cơ này nó mới tham gia các phản xạ. Phản xạ thứ nhất đó là phản xạ chỉnh thế. Vâng, phản xạ chỉnh thế. Và khi chuyển động này thì nó kích thích vào nhân tiền đình để điều hòa trương lực cơ. Và các tác động nó sẽ duy trì thăng bằng cho cơ thể. Vâng, duy trì thăng bằng cho cơ thể. Thế giờ các bạn suy nghĩ của cô xem nhé. Nhớ lại thôi. Chứ còn ai chắc là đi cũng đã có một lần như thế này rồi. Là chúng ta đang đi rất là bình thường thôi. Nhưng mải suy nghĩ hoặc là mải làm một cái vấn đề gì đó mà chúng ta quên mất. Và phía trước nó có một cái vật ngã mà chúng ta không nhìn thấy. Thì cơ thể chúng ta sẽ bị vấp vào đây. Đúng không? Và khi vấp vào đây thì sao? Thì sao đây? Các bạn nhỉ? Cơ thể lúc này nó sẽ như thế nào? Có đi thẳng được nữa không? Không, rúi về phía trước. Ừ, sẽ rúi về phía trước. Thế bây giờ làm thế nào để nó điều chỉnh lại cơ thể lại trở lại bình thường? Nhỏ. Nó lại trở lại bình thường được. Thì cơ thể chúng ta lúc này phải điều chỉnh bằng cách nào? Đấy, chỉnh thế đấy, chỉnh lại về tư thế. Nếu đang rúi về phía trước nhá, mà chúng ta không có cái hệ điều chỉnh này thì cơ thể sẽ ngã sầm xuống ngay đằng trước ngay lập tức. Thế nên trẻ con nó hay ngã là vì như thế. Nhưng ở người lớn ít bị ngã hơn. Bởi vì sao? Bởi vì sao nào? Nào, bây giờ thử suy nghĩ lại khi bị vấp ấy rồi thì chúng ta sẽ có những cái hoạt động như thế nào để nâng cái cơ thể lên? Nhờ. Yeah. Tay sẽ như thế nào đây? Tay. Ừ. Tay ở phía sau. Tay thì chới với về phía trước đã, nhưng mà sau đó thì lại hất mạnh về phía sau. Có đúng không? Chân chúng ta cũng đang bị chúi về phía trước chứ. Đang xoạc hết về phía trước rồi. Thế nhưng bây giờ nâng nó lên bằng cách nào? Đấy là tay chúng ta phải hất mạnh về phía sau này. Tay hất mạnh về phía sau như vậy thì nó mới nâng được trọng lượng đang dúi về phía trước để nâng lên. Có đúng không? Nâng lên thì mới đi được chứ. Chứ không là bị ngã sầm xuống. Trẻ con tại sao hay ngã? Bởi vì nó chưa hoàn chỉnh. Vâng, cái phần thần kinh nó chưa hoàn chỉnh cho nên là nó không điều chỉnh được hết. Vâng. Phản xạ thứ hai đó là phản xạ rung giật nhãn cầu. Vâng. Phản xạ này là phản xạ đặc trưng mà khi xuất hiện mà khi cơ thể bị xoay vòng ấy. Vâng, cơ thể xoay vòng thì thường có cái biểu hiện này. Vâng. Thế trong thực tế, vâng, trong thực tế rồi chúng ta sẽ chứng minh cái điều này. Rung giật nhãn cầu này bằng cách là chúng ta phá bỏ cái cơ quan tiền đình này đi. Thì thử xem là cái anh này nó có thể điều chỉnh được nữa hay không. Đấy. Ê, nhãn cầu nó di chuyển theo hai chiều nhé. Một chiều chậm và ngược với hướng xoay. Rồi sau đó nó lại giật ngược trở lại. Vâng. Giật nhanh trở lại nhưng mà rất nhanh thôi. Vâng. Đấy là cái phản xạ gọi là phản xạ rung giật nhãn cầu. Vâng. Một loại phản xạ nữa đó là phản xạ thực vật.
như là nôn, như chóng mặt, hay thay đổi về huyết áp. Bởi vì là nhân tiền đình này nó liên quan tới nhân thực vật vào ở dưới thân não, vào ở dưới thể lưới và ở thân não. Thế do vậy cho nên chúng ta mới giải thích được là tại sao có một số người cứ đi đi xe thì hay bị say xe. Hoặc là rối loạn tiền đình thì gây nên hiện tượng nôn, chóng mặt hay là thay đổi về huyết áp. Cái này có không? Có, trong thực tế là chúng ta hay gặp những cái trường hợp này này. Nôn này, chóng mặt này, thay đổi về huyết áp. Thế nếu như bây giờ bị tổn thương nhân tiền đình này, trên lâm sàng ấy, nếu tổn thương nhân tiền đình thì nó sẽ có biểu hiện thứ nhất đó là rối loạn thăng bằng. Thế rối loạn thăng bằng có nghĩa là như thế nào các bạn nhỉ? Rối loạn thăng bằng nghĩa là như thế nào? Đi như thế nào? Giờ nó có cân đối giữa hai chân với hai tay nữa không? Người có đi thẳng được không? Không. Loạn choạng nhé. Rối loạn về thăng bằng. Thế những người bị rối loạn tiền đình này thì thường là người ta chóng mặt lắm, người ta không dám đi đâu. Đi là ngã. Thứ hai, rối loạn về chức lực cơ. Thứ ba là rối loạn phản xạ thực vật. Và có một cái về rối loạn phản xạ thực vật này cũng hay gặp, đó là cái rối loạn về cái bài tiết mồ hôi nhá. Rối loạn thần kinh thực vật thì nó có rất nhiều cái chức năng, như là phần chức năng của hệ thần kinh tự chủ mà thầy đã trao đổi với các bạn rồi ấy, là hệ giao cảm và thần kinh giao cảm và thần kinh phó giao cảm ấy, đối với tất cả những cơ quan từ mắt cho đến phần nào, cho đến phần hậu môn nhá, phần hậu môn thì nó đều có chi phối cả. Nhưng ở đây rối loạn phản xạ thực vật này tùy từng cái vùng mà nó chi phối ấy, nhá, chi phối nó sẽ có những biểu hiện ở rung giật nhãn cầu. Đấy là chức năng thứ hai, là chức năng của cơ quan thính giác. Như vậy thì cơ quan thính giác này nó cũng có rất nhiều những biểu hiện ở trên lâm sàng, và chúng ta sẽ được học nó ở trong một cái luân khoa, đó là tai mũi họng nha. Tai mũi họng nó là một phần, tai này, mũi này, họng này, ba cái phần này ghép lại với nhau thì chúng ta được học cái luân khoa này. Trong đó có một phần về tai, và phần về tai này thì nó cũng rất là, bệnh của nó cũng phức tạp lắm, không kém phần là không phức tạp như là các bộ phận ở trong các tạng trong cơ thể đâu nha. Sang thứ ba, đó là chức năng của khứu giác. Thế thì receptor khứu giác nó nằm ở đâu? Nếu người ta nói xúc giác nằm ở bề ngoài của da rồi, có đúng không nào? Của thị giác thì nằm ở đâu rồi? Thị giác nằm ở đâu? Đấy, nhân xúc động ánh sáng ấy là nằm ở đâu rồi? Thính giác. Đấy, thính giác như chúng ta vừa nói rồi. Còn đến receptor khứu giác này thì nó nằm ở ngách mũi trên. Và nó có diện tích khoảng 5 cm vuông, màu húc. Các tuyến bài tiết dịch ở đây, đó là tuyến Bowman, và nó bài tiết cái dịch này là dịch nhầy và quánh, và nó có chứa nhiều thành phần lipid. Cái tác dụng của anh này để làm gì nhỉ? Cái dịch được xuất tiết ở cái phần này, ở receptor khứu giác này để làm gì? Để làm gì các bạn? Để nó lọc đi, nó lọc không khí. Cái này nó giống như hệ thống lông này, và hệ thống lông này với cái dịch này để nó lọc, nó giữ lại những cái không cần thiết để không được đưa vào trong Có khoảng 60 triệu tế bào khứu, mà trên mỗi tế bào khứu này thì nó có khoảng 6 đến 12 cái lông khứu. Và cái đường kính của cái anh này thì nó vào khoảng 8 micromet nhé. 8 micromet, nó dài khoảng 200 micromet. Và đáy tế bào này tạo thành những cái sợi trục, và những cái sợi trục của những cái sợi này nó tập trung lại tạo thành dây thần kinh. Những cái sợi trục này nó tạo thành những cái dây thần kinh. Và dây thần kinh này thuộc dây thần kinh số 1. Thần kinh số 1 này. Em học giải phẫu thì phần này là các bạn đã học rồi. Về cơ chế tiếp nhận kích thích mùi. Về chất mùi thì là chất dễ bay hơi. Mùi là nó dễ bay hơi và dễ tan trong lipid. Đúng nhỉ? Mùi là chất dễ bay hơi và dễ tan trong lipid. Thế khi phân tử mùi mà nó tác động đến receptor ấy, thì nó làm cho receptor này bị biến dạng đi. Và lúc đó nó làm mở kênh natri.
Và khi mở kênh natri có nghĩa là hiện tượng gì sẽ xảy ra ở đấy? Nếu mà nói về điện thế nào, thì xảy ra hiện tượng gì nhỉ? Cực cực mạnh cái vào, nhiệt động xuất hiện. Và từ cái hiện tượng, nó xảy ra hiện tượng khử cực mạnh này sẽ tạo thành xung. Và xung này lại tiếp tục được truyền. Đúng nào, xung lại tiếp tục được truyền đi. Đấy, thế do vậy cho nên là chúng ta mới thấy được là à, thế thì cái anh này nó cũng có nhiều cái rất là hay ở đây nhỉ. Đây là biến dạng như mở kênh natri, mở kênh natri gây tượng khử cực mạc và tạo thành xung. Thế anh này nó khác so với ở ở đâu ấy nhỉ? Khác so với ở thị giác nhé. Như thị giác ban nãy ta nói là nếu như đoạn ngoài của những cái tế bào quen, tế bào nón ấy thì nó lại tạo thành những cái xung, xung nó xung lệ xung gì cơ. Thế đây hiện tượng khử cực mạc này là tạo thành điện thế hoạt động rồi này, tạo thành xung mà chạy. Đồng thì nó giống như những cái, ở cái tế bào thần kinh khác. Thế nhưng mà ở thị giác thì nó lại vẫn có những điểm khác nha. Đường dẫn truyền khứu giác ở đây, bằng đường dẫn truyền khứu giác đến những từ các tế bào khứu giác nhé, xong được dẫn truyền về đến đâu, về hành, vâng, để dẫn truyền đi, vâng, hành não, hành khứu, vâng, hành khứu, đấy, tam giác khứu, những phần này nó phần rất sâu, vâng, phần rất sâu, sau các bạn nào học chuyên khoa và học cái răng hàm mặt của bạn và học luân khoa phần này thì cũng rất là nhiều đây này, cũng học nhiều và học sâu ở phần này. Với đa khoa thì ít hơn, nhưng mà với các bạn chuyên khoa, nhất là răng hàm mặt thì nó liên quan tới mắt, răng hàm mặt và tai mũi họng, ba cái luân khoa này nó lại liên quan với nhau rất nhiều. Cảm giác ngửi sơ cấp thì cái ngưỡng khứu giác với các chất mùi là rất khác nhau, cho nên và cũng rất là khó xác định. Người ta có thể kết hợp được 7 cái mùi cơ bản để tạo nên 50 mùi, mùi vị khác nhau, mùi khác nhau. Cho nên là có thể, vâng, có thể là chúng ta sẽ phân biệt được rất nhiều mùi. Vâng, có thể phân biệt được rất nhiều mùi. Nhưng cũng có thể là phân biệt được những cái cơ bản thôi. Vâng, cơ bản. Đấy là anh, cái cảm giác mùi nó liên quan tới nhiều tới cảm xúc ăn uống này, cảm xúc tâm lý này. Và có một cái nó thích nghi rất nhanh. Nó thích nghi rất nhanh, nó chỉ vài giây hoặc vài phút là nó đã thích nghi được rồi. Đó. Cảm giác mùi với cái thủ cảm thể register vị giác này thì người ta thấy là về vị giác nhé, thì nó có ở đâu, có ở đâu nhiều các bạn? Khứu giác thì nó không có, khứu giác thì chúng ta lại phải nói đến cái anh nào thì nó mới phát triển nhiều về cái khứu giác nhiều hơn các bạn nhỉ? Ở động vật thì cái con gì là cái con mà nó phát triển về khứu giác nhiều hơn? Chó ạ. Hả? Chó. Ừ, đấy. Là nó phát hiện được mùi rất là nhanh và rất là nhạy, có đúng không? Đấy, đây chó nghiệp vụ đây. Chó nghiệp vụ. Thì cái anh này nó lại phát hiện, nó phát triển nhiều hơn. À. Như chúng ta thì những cái người đầu bếp ấy, và những người đầu bếp người ta chỉ cần ngửi thấy những cái mùi, những cái mùi của thức ăn thôi, người ta cũng có thể phân biệt được. Đấy, và những cái anh này là nó còn thông thường như chúng ta thì khứu giác cũng ít được quan tâm hơn, và cũng ít được quan tâm hơn. Nào, sang đến vị giác thì như thế nào? Nào, vị giác thì những receptor vị giác thường nó nằm ở đâu các bạn? Receptor vị giác thì thường nằm ở đâu? Lưỡi. Đúng rồi, nhưng phần nào của lưỡi? Phần nào của lưỡi? Gành lưỡi. Ừ. Đây nhìn trên cái lưỡi này nhá, nhìn cái lưỡi này thì không phải nó nằm ở phần đầu này nhiều đâu. Mà nó lại nằm ở phần nào cơ? Phần gốc lưỡi này nhiều hơn đấy. Vâng. Đấy, nó nằm ở cái chỗ chữ V này. Thế nếu như mà chúng ta mua lưỡi lợn về chúng ta ăn mà chúng ta thấy nó có cái phần mà nó trắng ở phía dưới này này. Nhá. Trắng ở dưới này. Thì cái phần phía bên trên của nó, cái hình chữ V này này, đây là những cái chỗ mà tập trung những cái nụ vị giác hay là những receptor vị giác nhiều, vào nhiều nhất. Ở phần gai lưỡi, vòng gai lưỡi là những cái phần xung quanh này, vào xung quanh. Đấy. Ở hai bên này nó tập trung rất là nhiều. Rồi tập trung ở vòng hầu bên trên và màn hầu nhá, vòng hầu, màn hầu. Đấy là những cái receptor vị giác nằm sâu bên trong ấy. Ở người trưởng thành thì người ta thấy là nó có rất là nhiều tế bào vị giác này. Và
mỗi trên mỗi cái tế bào vị giác ấy nó lại có từ 2 đến 6 cái lông, khoảng 2 đến 6 cái lông này. Đấy, để làm gì? Để làm gì ở đây? Đấy. Nói đến những cái tế bào lông này có nghĩa là nó cũng làm tăng cái diện, diện gì lên các bạn nhỉ? Tiếp xúc lên nha, tiếp xúc lên. Những vị giác cơ bản thì người ta thấy nó có khoảng 13 loại register vị giác. Và thực tế thì người ta gộp 4 cái loại vị giác cơ bản vào với nhau. Vị giác cơ bản thôi là phân biệt được. Thứ nhất, nó là vị chua, cảm giác chua. Thì do có cái ion hắt cộng này, do ion hắt cộng. Và nó có nhiều ở hai bên của lưỡi. Đây, nó nằm ở chỗ này, nằm khu này của lưỡi. Nha. Còn cảm giác mặn thì do muối nó phân ly ra cho chúng ta được ion Na cộng vào. Và nó có nhiều ở hai bên và phía trước. Vào hai bên phía trước. Đây là phát hiện là cảm giác mặn. Vào. Còn cảm giác ngọt thì do đường. Thì thường nó ở ngay đầu lưỡi này. Vào ngay đầu lưỡi. Đấy. Còn cảm giác đắng thì nó lại ở phía đằng sau này. Vào cảm giác đắng là phía đằng sau. Đấy. Sau lưỡi. Thế như vậy ở đây có bốn cái cảm giác này thôi. Bốn cảm giác cơ bản. Vào cơ bản. Thế còn mặn vừa, mặn nhiều, mặn ít hoặc là chua nhiều, chua được và cái cường độ của nó như thế nào, và cường độ của nó làm sao. Những phần này là phần có thể phân biệt được vì tùy từng cái số lượng cái receptor này nó tham gia nhiều hay ít để chúng ta có thể phân biệt được nha. Thế về cơ chế tiếp nhận cái thiết bị giác này thì người ta thấy là cảm giác hóa học này sẽ đến tác động vào những receptor, những chất hóa học ấy, thì nó sẽ tác động vào những receptor và receptor này sẽ làm mở kênh natri, mở kênh natri và gây hiện tượng khử cực màng ở tế bào vị giác. Thế và người ta thấy là như ban nãy người ta nói là cái khả năng thích nghi của anh này nó rất nhanh, vâng, rất nhanh trong vài giây đầu thôi, giảm trong vài giây đầu vì là cái hiện tượng khử cực này nó xảy ra nhanh lắm. Là do cái nó rất là thích nghi, khoảng 50% register, còn 50% nữa thì nó lại do thần kinh, vòng thần kinh nó chi phối. Về thần kinh trung ương như tâm lý, như cảm xúc thì nó ảnh hưởng mạnh đến cái khả năng kích thích vị giác này, vòng kích thích vị giác. Ngưỡng vị giác thì rất khác nhau như bên trên cũng nói rồi. Ngưỡng cảm giác đắng thì thấp nhất, và ngưỡng cảm giác đắng nó thấp nhất, thì nó phát hiện rất là nhanh được phần này, nó có tác dụng bảo vệ nhé. Về đường dẫn truyền của anh này thì nó ở phía bên trước thì nó liên quan đến dây số 7 và dây số 5. Còn 1/3 sau lưỡi thì nó sẽ tác vào nó thông qua dây 9 và dây 10 để tác động đến nhân đơn độc ở hành não. Vào nhân đơn độc ở hành não. Thế về phần hành não thì chúng ta đã học ở phần trước rồi, nhưng phần này là các bạn lại phải quay trở lại phần giải phẫu mới có thôi. Chứ phần sinh lý thì chỉ nói nhiều về chức năng hơn là nói về giải phẫu. Cho nên là nhân đơn độc nó nằm ở hành não ở chỗ nào thì các bạn phải quay lại giải phẫu xem nhé. Thì từ nhân đơn độc này nó sẽ cho những xung động để chỉ đạo về đồi thị này. Rồi đến chỉ đạo nhân của nước bọt. Đó là, sau đó thì nó sẽ chỉ đạo tuyến nước bọt. Mà tuyến nước bọt là nó sẽ chỉ đạo để anh bài tiết ra nước bọt hay không. Thế bây giờ nước bọt mà được bài tiết nhiều thì sẽ cảm nhận được cái vị giác này nhiều hơn. Còn nếu như khô, nó không có nước bọt thì cảm nhận của vị giác này nó sẽ như thế nào các bạn? Sẽ có ảnh hưởng không? Có ảnh hưởng không? Ảnh hưởng nhiều chứ. Yeah. Thế còn cái quan trọng hơn đó là nhân đơn độc này nó sẽ tác động đến đồi thị này. Từ đồi thị này nó sẽ chỉ đạo hai cái phần. Một đó là hệ limbic và thứ hai là vỏ não cảm giác. Đấy, tác động đến vỏ não cảm giác. Vỏ não cảm giác này nó nằm ở đâu? Nằm ở hồi đỉnh lên. Gần với vùng S1. S1 là vùng cảm giác thân thể đây này. Vâng, cảm giác thân thể. Thế vùng cảm giác thân thể này thì nó nằm ở chỗ nào thì các bạn lại phải về xem lại trong phần cảm giác. Vâng, cảm giác, chức năng cảm giác của hệ thần kinh trung ương ấy mà thầy Thúc đã trao đổi với các bạn rồi ấy. Xem nó nằm ở chỗ nào thì cái cảm giác vị giác này nó nằm ở hồi đỉnh lên nhá, hồi đỉnh lên. Và khi đến đây rồi thì nó sẽ chỉ đạo cho cái việc là ăn có ngon miệng hay là không ngon miệng ở đây nhá. Thế còn từ thông qua hệ lipid này thì nó tác động đến trung khu thần kinh thực vật. Trung khu thần kinh thực vật và trung khu vận động ăn uống.
Đấy. Trung khu thần kinh thực vật và trung khu vận động ăn uống. Có nghĩa là nó có tác động đến mấy phần các bạn nhỉ? Vận động ăn uống có nghĩa là gì ở đây? Là những hoạt động cơ học đây. Thế còn trung khu thần kinh thực vật có nghĩa là nó liên quan tới khả năng bài tiết ra. Ra gì? Ra dịch. Ừ, ra dịch. Cho nên nó quyết định về hành vi ăn uống. Nha. Quyết định hành vi ăn uống. Đấy. Một cái là quyết định hành vi, còn một cái là cảm giác. Vâng, cảm giác có ngon hay không ngon. Thế một thành phần nữa tham gia vào đó là tiết nước bọt, có đúng không? Tiết nước bọt nó sẽ bài tiết nước bọt để tham gia vào vào tiêu hóa. Đấy là nó cho những cảm giác có ngon miệng hay không ngon miệng ở đây. Vâng. Thế thì vị giác nó có những đặc điểm gì? Vâng. Đặc điểm thứ nhất là nó có tính thích nghi rất nhanh. Vâng. Và nó có thể thích nghi hoàn toàn trong vài phút. Và 50% là do receptor nó đảm nhiệm, còn 50% là do thần kinh trung ương đảm nhiệm. Ví dụ như là thèm và ưa ngọt, mà những người mà thèm và ưa vị ngọt ấy, thì khi mà đường huyết nó hạ, và khi đường huyết hạ thì thường là rất là thèm. Và những cái vấn đề này về là ăn ngọt, một là vào ăn ngọt này vào nó sẽ nâng được cái đường huyết này lên. Vâng. Nhưng mà cảm giác của những cái người mà khi đường huyết hạ này thì cái cảm giác như ban nãy chúng ta thấy là qua cái nhân đơn độc ấy, nó điều chỉnh, nó điều hòa ở đây và làm cho cái người này thèm và ưa ăn vị ngọt. Còn những cái người mà hạ huyết áp ấy, nha. Đấy, những cái người hạ huyết áp thì các bạn thấy là những người hạ huyết áp thì thèm thích ăn muối, có đúng không? Đấy. Thèm mà thích ăn mặn nhiều hơn khi mà thiếu khi thiếu muối. Là thiếu muối ở đây thì thường là những người mà bị huyết áp cao hay huyết áp thấp nhỉ các bạn? Huyết áp thấp. Ừ, huyết áp thấp thì thường là cảm giác ăn muối nhiều hơn, ngon miệng hơn, thích ăn hơn. Và cảm giác vị giác thì nó có chịu ảnh hưởng bởi cảm giác khác. Ví dụ như là lạnh thì nó làm tăng cái độ ngọt của cái hoa quả lên. Ví dụ như bây giờ chúng ta mua táo hoặc là mua dưa hấu nhé. Thế về chúng ta để tủ lạnh thì cảm giác, và khi chúng ta bổ ra ăn thì cảm giác nó ngon hơn so với những cái quả mà chúng ta chưa để vào trong tủ lạnh. Hoặc là chúng ta nấu chè, đi ra ngoài quán người ta cho chúng ta ăn, chúng ta mua cốc chè người ta ăn thì cảm giác nó ngon hơn so với ở nhà nấu. Đó là gì? Là người ta cũng có cái kết hợp ở đây này. Là nấu chè nó là ngọt rồi, nhưng mà cái ngọt này nó sẽ đậm độ, nó sẽ ngon hơn nếu như chúng ta cho vào đây một chút muối. Và thế tất nhiên là cho một ít thôi, chứ cho nhiều thì nó lại không được, có đúng không? Đấy, là cho một ít muối vào nữa thì làm cho cái đậm độ ngọt của cái chè này nó tăng lên, và cái đậm độ ngọt của nó ngọt hơn và ngọt hơn. Đấy là những cái mà sau này biết để chúng ta cũng có thể để áp dụng nha, áp dụng. À. Đấy, như vậy chúng ta thấy là cái vị giác, vòng vị giác thì nó cũng có một số những cái đặc điểm cũng rất là cơ bản thôi, vòng rất là cơ bản thôi. Những phần này các bạn sẽ được học rất là chi tiết, vòng rất là chi tiết và cụ thể. Đây là những phần của các bạn về răng, hàm và mặt, vòng hàm mặt thì những cái phần nó có liên quan, vòng có những phần liên quan tới các receptor ngay tại miệng này như thế nào. Vâng, thì sau các bạn sẽ được học kỹ lại. Nhưng với phần sinh lý thì chỉ điểm những cái cơ bản nhất thôi. Vâng, những cái cơ bản nhất. Thế từ cái hôm nay chúng ta chỉ điểm lại có 4 cái chức năng của 4 cái giác quan thôi. Thứ nhất đó là thị giác này. Thứ hai là thính giác. Thứ ba là khứu giác. Và thứ tư là vị giác. Vâng, vị giác. Thì trong đó có 2 cái anh mà chúng ta nói đến nhiều. Nhiều nhất đó là thị giác. Và thứ hai đó là thính giác. Vâng, thính giác. Thế còn lại 2 cái chức năng của 2 khứu giác và vị giác này thì các bạn đọc qua thôi, đọc qua để chúng ta hiểu. Để sau này chúng ta sẽ được học rất là kỹ ở cái phần chuyên ngành của các bạn nhé, chuyên ngành của các bạn. Thế như vậy thì trong phần hôm nay, vào phần hôm nay thì với đáng lẽ là ngũ quan, nhưng mà có một phần chúng ta đã học ở trong phần xúc giác rồi. Thế cho nên là phần hôm nay chúng ta chỉ còn có mấy? Có 4 thôi nha, có 4 phần. Thì các bạn sẽ ôn theo cái câu hỏi ở phía cuối bài nha, cuối bài. Và trong phần này thì trong phần này nó cũng tương đối nhiều đấy. Vâng, tương đối nhiều. Nhưng các bạn tập trung cho cô 2 cái phần lớn. Vâng, 2 phần lớn, thế còn 2 cái phần sau thì chúng ta đọc qua là chúng ta có thể hiểu được ngay thôi. Vâng.
Nào, thế trong bài hôm nay thì hôm nay các bạn sẽ nghỉ sớm một chút nha, ta nghỉ sớm một chút. Thế còn hai tiết nữa của thầy Thúc thì sẽ giảng cho các bạn vào bài tiếp theo. Nhưng ở đây cô nhắc nhé, cô nhắc là lớp trưởng nhé, lớp trưởng của hai lớp ấy là bạn Thu Hiền và bạn Khánh Linh ấy. Giờ còn đây không nhỉ? Thu Hiền có, và Khánh Linh còn đây không? Có ơi. Ừ. Ừ, liên hệ nhé, các em liên hệ để xem tài liệu như thế nào. Và cô như ban nãy cô một cô ở bộ môn cô có trao đổi là người ta đã lên kế hoạch hết rồi đấy, là ngày mùng 8 tháng 11 có nghĩa là thứ hai tuần tới này này là đã bắt đầu cho phần thực hành rồi. Thì không biết là đã báo đến lớp như thế nào chưa hay là như thế nào đấy, hoặc là lùi sau một tuần nữa hay là như thế nào thì cũng chưa biết. Nhưng mà chúng ta có phải chuẩn bị tinh thần nhé, chuẩn bị tinh thần để có tài liệu để cho các bạn đọc trước. Đấy, các bạn đọc trước rồi chúng ta mới thực hành. Chứ nếu mà đến đấy mà cái thời lượng nó đã tăng lên rồi mà chúng ta không đọc trước ấy thì sẽ không hết được, mà kéo dài thời gian thì nó lại ảnh hưởng đến những cái tốc về sau nhé, tốc về sau.